Theo chuyên trang The Drive, một video cho thấy một người lắp đặt thiết bị nổ bên cạnh một chiếc trực thăng tấn công K-52 Hukum-B của Nga đã xuất hiện trên mạng. Dù vẫn chưa thể xác minh tính xác thực của video vào thời điểm này, nhưng đáng chú ý là trong khung hình cũng có 3 chiếc K-52 nguyên vẹn khác. Tài khoản Fighter Bomber trên ứng dụng nhắn tin Telegram thường xuyên đưa tin tức về các hoạt động của máy bay quân sự Nga trên lãnh thổ Ukraine và các nơi khác, dường như cũng xem video nói trên là thật khi bình luận rằng việc xuất hiện video này chỉ là vấn đề thời gian và về mặt cá nhân tôi không ngạc nhiên chút nào. Các vụ đổ tại căn cứ Veretia đã phá hủy hai trực thăng tấn công K-52 và một trực thăng Mi-28N của Nga, theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR. Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn cứ không quân Vertai, tỉnh Peskov vào đêm trước ngày 31 tháng 10, tức vào ngày 30 tháng 10, GUR khẳng định trong một tuyên bố. Ngoài ra, theo GUR, còn có hai chiếc K-52 khác đã bị hư hỏng đáng kể. Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin thương vong từ vụ nổ. Căn cứ Verechie, cách biên giới giáp với Ukraine hơn 643 km và gần Latvia hơn Trang The Drive cho biết phía Ukraine vẫn chưa nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào, nhưng cuộc tấn công đó dường như mang dấu ấn của một cuộc đột kích phá hoại. Các kênh Telegram khác của Nga cũng đưa tin về vụ tấn công. Trong đó, tài khoản VCHK OGPU trích dẫn một nguồn dấu tên cho biết tổng cộng 3 tiếng nổ đã được nghe thấy vào khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 10. VCHK OGPU chỉ đề cập rằng hai chiếc trực thăng bị hư hỏng và nguyên nhân chưa rõ. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc, theo kênh Baza. Tuy nhiên, quân khu miền Tây của Nga chịu trách nhiệm về căn cứ Vedetia, nói với giới phóng viên rằng họ sẽ cung cấp chi tiết khi có được thông tin. Theo The Drive, dù không xác nhận những kẻ phá hoại người Ukraine hoặc thân Ukraine chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, người UR lưu ý rằng các nhân viên Nga tại căn cứ Vedechie đã được đặt trong tình trạng báo động, bao gồm việc truy lùng các nhóm phá hoại có thể đang chuẩn bị cho các cuộc đột kích tương tự. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo thanh niên.